Có biết đâu trên đường đời phiêu bạt, ta vô tình ăn cắp cây quạt đó được không ta? Bạn nạn nè. Ồ, bừng. Con lại đây ông Bảo. Ồ, con lại đây ông Bảo nè. Ta nghe nói con có cây quạt thần trong tay đúng không? Dạ không, con không có. Con cho ông biết, con cho ông biết. Mày hay quá à. Tao nói cho mày biết, tao là con bò cạp. Một khi mày đã đụng tới danh dự và lòng tự trọng của tao thì tao sẽ cạp 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 cạp. Nhưng mà thôi, tao tha cho mày lần này. Con con yêu, con đổi cái quạt với ông nha. Dạ thôi con không có đổi đâu. À, mà đổi hả ông? À mà thôi nha, đừng nói với con là ông đổi với cái ao sâu cá mè, cái bè của Liêm con chim đồi mồi nha. Xưa rồi ông ơi. Cái gì mà xưa rồi ông ơi? Bây giờ mấy cái thứ đó là bình thường rồi. Thời buổi hiện đại là phải đổi cái gì nó thiết thực, nó cao siêu hơn. Vâng, và sau đây là chương trình đổi quà lấy quà, xin phép được bắt. Của anh trai ơi. Vâng, đây là điện thoại. Rất xịn. Cái gì mà trong cái chiếc dép vậy ông? Bậy bậy. Cái này iPhone 11. Cái điện thoại này rất xịn. 4 SIM 8 sống 72 mạng. Phú ông là người Việt Nam nên sẽ SIM Việt theo. Phú ông có người bạn bên Lào nên sẽ SIM Lào theo. Và đặc biệt, phu ông có người bạn ở bên Mông Cổ xài xin mắm teo. Tao tám vào cái mặt mày nha. Cái gì mà mắm teo, mày lắm quá à. Con đổi với ông nha, con đổi với ông nha. Ôi, một lét là một tít rồi, 10 lét là chai tít luôn đó. Ồ, tầm bậy không à, con không thích đúng không? Con không có đổi đâu. Rồi, con không thích cái này, ta có cái khác. Vâng. Và sau đây là dòng sản phẩm đến từ dòng giải khát. Hay quá em gái ơi. Bạn muốn tăng cân ư? Hay dùng nước uống hiệu con gián? Thức uống dinh dưỡng hiệu con gián? Thức uống dành cho người gây? Con mặc mà. Ồ, cái này uống dễ lắm con. Ngon, bổ, khỏe. Một người khỏe, hai người vui. Ồ, à, vậy uống sao? Rất đơn giản nha. Tắt nhạc đi, hết hồn. Còn em mà ông làm vậy chi vậy? Lắc đều trước khi uống. Bye.
ngày sau. Chờ đợi một cơn mưa bất chợt để vương mầm xanh tươi.